vườn cây quốc cảnh của gia đình ông Vũ Tiến Thiệu ở đội 13, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên có hơn 1.300 cây. Trong đó khoảng 350 cây sẽ được bán ra thị trường với giá dao động từ 150 đến 350.000 đồng một cây. Năm nay thời tiết diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng xấu đến quá trình sinh trưởng, phát triển và chu trình ra hoa tạo quả của cây. Tuy nhiên do có kinh nghiệm trồng quốc cảnh lâu năm, cách chăm sóc hiệu quả nên chất lượng cây quốc cảnh của ông Thiệu vẫn khá đẹp, đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của người chơi. Nói chung là so với dáng thò mỗi năm thì năm nay là thời tiết nó không ổn thì nói chung là nó cũng bình thường. Nói chung là người ta cũng hoạt đạt hết rồi. Không riêng vườn cây quốc của nhà ông Thiều, ở nhiều hộ gia đình trồng quốc cảnh khác trên địa bàn xã Thanh Luông và vùng phụ cận, khách hàng cũng đã đến tận nhà vườn để mua cây và đặt trước. Tết thì chúng tôi thích mua tại vườn, năm thì về nhà nó không bị héo, mà chưa đến hết tháng riêng, đến 15 tháng riêng được. Nghề trồng cây quốc cảnh ở xã Thanh Luông đã có hơn 10 năm nay. Do thời tiết Điện Biên đặc thù, không thể cấy ghép, chiết cành, nên nguồn quốc giống của nhà vườn chủ yếu lấy từ miền xuôi. Cây con phải trồng, chăm sóc tỉ mỉ khoảng 2 năm mới bán ra thị trường. Từ sự thành công của nhiều nhà vườn, chính quyền địa phương cũng xác định cây quốc là cây cho thu nhập khá cao so với nhiều loại cây trồng khác, tạo sinh kế bền vững và hướng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương. Loại cây cảnh mà có cái thu nhập mang lại kinh tế cho bà con nông dân nên là xã cũng đang có những cái chương trình và cái kế hoạch để định hướng cho bà con làm sao là phát triển cái cây quýt cảnh này, nó thành cái nhân rộng cái mô hình này. Thế và dáng cây đa dạng, quả chín và xanh hài hòa, lọc non nhiều, quả và hoa lại lâu héo, thời gian chơi kéo dài và giá cả hợp lý, nhiều ngưỡng. Đó là những yếu tố giúp cây quốc vùng biên Thanh Luông hiện diện, tạo điểm nhấn và góp phần làm đẹp, ấm áp không gian Tết trong nhiều gia đình ở phố núi Điện Biên cũ mỗi khi Tết đến xuân về.